Quyền Anh hay MMA đều là những môn đối kháng cực mạnh. Các võ sĩ bước lên sàn đấu đều xác định rằng họ sẽ nhận được những cú đấm cực độc, có thể dẫn đến bầm tím, đổ máu, mất vài cái răng, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng có một vài câu hỏi đặt ra rằng boxing hay MMA nguy hiểm hơn. Đây là tiêu đề của rất nhiều trang báo trên toàn thế giới như là New York Times hay diễn đàn nổi tiếng Quora. Rất nhiều ý kiến cho rằng MMA nguy hiểm hơn bởi không khó để bắt gặp hình ảnh của các tay đấm bê bết máu sau mỗi trận chiến. Họ còn cho rằng việc MMA sử dụng các nắm đấm bằng tay không hoặc dùng loại găng không bao kín tay và mỏng sẽ gây ra tác động lớn hơn. Trong khi đó, thì boxing dùng găng tay nên là sẽ giảm đi được sức mạnh của lực đấm được tung ra. Thế nhưng sự thật thì có phải là như vậy hay không? Trên thực tế thì boxing lại là môn thể thao nguy hiểm hơn MMA rất nhiều. Cho đến nay, boxing vẫn là một môn võ đối kháng có tỷ lệ võ sĩ đăng xuất khỏi trái đất cao nhất, bao gồm cả MMA. Trong gần một thế kỷ, kể từ thập niên 90 của thế kỷ 19 cho đến những năm 70 của thế kỷ 20, số người tử vong trên sàn đấu boxing luôn ở mức trên 100. Ngày nay, do sự phát triển của kỹ thuật, y tế, kiến thức thi đấu và nhiều điều luật mà các giải đấu lập ra để đảm bảo an toàn cho võ sĩ, số ca tử vong trên võ đài Quyền Anh đã giảm xuống chỉ còn từ 30 đến 40 người mỗi năm. Trong khi đó, trong hơn 3 thập niên hình thành và phát triển, tổng số người chết vì thi đấu thậm chí chỉ mới bằng một nửa con số đó. Ở đấu trường chuyên nghiệp, số võ sĩ qua đời trên sàn đấu cũng chưa đạt được quá 2 con số. Từ năm 2007 đến năm 2019 đã có 7 trường hợp tử vong liên quan đến MMA. Ở Quyền Anh thì con số này là gấp 3 lần. Theo một nghiên cứu của Đại học Boston thực hiện vào năm 2016, trong gần 6.000 trận boxing và MMA, các võ sĩ boxing có tỷ lệ chấn thương đầu và tỷ lệ bất tỉnh cao hơn so với võ sĩ của MMA. Cũng theo nghiên cứu của trường Đại học Boston, 80% trường hợp bị chấn thương não CTE được báo cáo là do Quyền Anh. Trong khi đó, thì MMA chỉ chiếm có 6% số trường hợp được báo cáo. Vậy điều gì khiến cho boxing trở nên nguy hiểm như vậy? Lý do chủ yếu đó chính là các chấn động lên vùng đầu mà các võ sĩ trong hai môn thể thao này phải hứng chịu. Về mặt tổng thể thì cả hai môn đều có những chấn thương nhất định. Khi mà võ sĩ được sử dụng các đòn trong MMA như là đá, đấm, vật và xiết, cộng thêm loại găng trong MMA là găng tay hở ngón có độ cứng hơn nên các vết thương trong MMA chủ yếu là rách da và chảy máu. Trong khi đó thì dù các cú đấm của boxing gây ít hiện tượng chảy máu hơn, thế nhưng môn boxing hướng đến mục tiêu chính để tấn công là phần đầu. Nó lên đến 80% số các cú đấm mà võ sĩ tung ra. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn lên não bộ của võ sĩ. Chưa kể là thời gian thi đấu trong MMA cũng khá ngắn, chỉ kéo dài từ 15 đến 20 phút tùy trận. Còn với boxing thì một trận đấu có thể kéo dài đến hơn nửa tiếng. Ngày nay, cả boxing lẫn MMA đều đưa ra những bộ luật, quy tắc để khiến cho hai bộ môn thể thao này trở nên an toàn hơn đối với võ sĩ.